tại phần quốc gia Mã Đà. Còn đây là em Bình Mập, đến từ Coffee Story. Đây là một nhà chuyên về côn trùng học, chim học, sâu bò học, rắn học, nhện học, chúng mình học đúng đấy, không thể không nhớ. Đấy Thanh Lam. Đây là rắn rau xanh. Dễ lắm.